Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Xe Điện Hải Đăng. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chương trình tiếp thị liên kết giúp bạn có thể kiếm được thêm thu nhập từ việc giới thiệu người mua hàng. Bạn sẽ không phải nhập hàng hay là gửi hàng gì cả. Tất cả thì bên mình sẽ làm cho bạn. Việc của bạn chỉ là chia sẻ hoặc là giới thiệu sản phẩm của bên mình tới bạn bè, người thân của bạn. Khi mà đơn hàng được bạn giới thiệu hoàn thành thì bên mình sẽ chia lại một phần tiền cho các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện. Đầu tiên thì bạn sẽ truy cập vào trang shop.xehaidang.com. Các bạn có thể dùng điện thoại hay là máy tính đều được. Các bạn sẽ kéo xuống phía dưới, bạn sẽ chọn vào phần tiếp thị liên kết. Thì ở đây là trang đăng ký. Ở đây thì bạn sẽ nhập vào họ tên, địa chỉ email và mật khẩu. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký. Sau khi hoàn tất thì bạn sẽ nhận được một thông báo là cần được quản trị viên phê duyệt. Mình sẽ ví dụ là quản trị bên mình sẽ đồng ý. Sau đó thì các bạn sẽ tải lại trang quản trị của mình. Thì đây là bảng thống kê của bạn. Ở đây thì có rất nhiều thông tin như là số lượt truy cập, tỷ lệ chuyển đổi. Đây là tài khoản mới, do đó nó chưa có gì cả. Công việc tiếp theo thì bạn sẽ cần phải tạo link. Bạn sẽ nhấn vào tạo link như mình đang làm. Ở đây thì có ID của bạn, mỗi người thì sẽ có một ID khác nhau. Thông qua cái ID này thì sẽ phân biệt mỗi người khác nhau. Cấu trúc của nó sẽ bao gồm link sản phẩm cộng với lại ID của người giới thiệu. Và bây giờ các bạn sẽ vào lại trang chủ của bên mình. Bạn có thể lựa chọn sản phẩm bất kỳ, bạn có thể lựa chọn bất cứ sản phẩm nào mà bạn nghĩ là nó hữu ích với mọi người. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn sản phẩm máy đo bình ắc quy BT54 này. Đây là một sản phẩm bán rất tốt của bên mình. Các bạn sẽ copy đường dẫn. Và bây giờ thì bạn sẽ dán nó vào trang tạo link như mình đang làm. Bạn click vào nút tạo link. Bạn chờ một chút. Như vậy là link đã được tạo với ID của bạn. Giờ thì bạn sẽ copy cái link này và chia sẻ đến với mọi người như trên Zalo, Facebook. Ví dụ như có một ai đó nhìn thấy cái link của bạn chia sẻ, sau đó thì họ kích vào để mua hàng. Mỗi một lần kích vào link thì bạn có thể vào lại trang thống kê của bạn. Bạn sẽ thấy được lượt truy cập của bạn ở đây. Đây là số lượt kích vào trang. Còn nếu mà khách hàng hoàn tất đơn hàng, ở đây thì mình sẽ đặt hàng thử cái sản phẩm này. Ok, như vậy là mình đã đặt hàng xong. Sau đó thì bạn có thể quay lại phần thống kê. Bạn sẽ thấy được hoa hồng của bạn ở đây. Hiện tại thì hoa hồng bên mình đang để là 10%. Giá của sản phẩm máy đo bình này là 380.000. Thì 10% của 380 là 38.000. Như vậy là các bạn sẽ được bên mình trích 38.000. Cứ như vậy, nếu khách hàng mua nhiều sản phẩm thì các bạn sẽ được nhiều tiền hơn.
Hiện tại thì bên mình đang hoạt động thử nghiệm, do đó thì mình sẽ ưu tiên cho các bạn đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của bên mình. Các bạn nào quan tâm thì có thể làm theo hướng dẫn. Nếu có bất cứ thắc mắc nào thì có thể liên lạc với mình thông qua thông tin ở trong hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.